đàn ông gì mà có mấy chục ngàn bỏ bóp. Minh ơi, ủa anh làm gì bạn em vậy? Gì? À, lại muốn em dạy võ cho anh nữa hả? Ừ, giúp anh đi mà, anh vả quá anh mới nhờ em á. Anh không nhớ là trước đây em từng dạy võ cho anh. Và em nói với anh câu gì anh nhớ không? Em nói là anh nên đi học múa hơn là đi học đánh võ đó anh nhớ không? Anh mệt chưa? Ê điện thoại tôi đâu rồi? Ông có để quên đâu không? Ê, có khi nào tôi để quên trên lớp không? Ông để chờ tôi nha. Tôi quay lại lớp tôi lấy điện thoại coi. Đi lẹ nha Long. Rồi. Gia đình có chuyện gì hả trai? Trai, có tiền cho anh ít chích đi. Anh bị bệnh gì mà chích hả trai? Anh có giờ cuối rồi. Trai, em học sinh mà làm gì có tiền hả trai? Đã lắm. Làm bạn anh nhé. Em chết hả? Mình bất căng thẳng là đúng không anh? Em còn lấy một ít năng lượng để em ở đây nha. Mình thấy cũng cầm đây. Mở người ta. Ông gì mà có mấy chục ngàn bỏ bớt. Minh ơi, ủa anh làm gì bạn em vậy? Gì? À, lại muốn em dạy võ cho anh nữa hả? Ừ, giúp anh đi mà, anh vả quá anh mới nhờ em á. Anh không nhớ là trước đây em từng dạy võ cho anh. Và em nói với anh câu gì anh nhớ không? Em nói là anh nên đi học múa hơn là đi học đánh võ đó anh nhớ không? Anh mệt chưa? Thì anh nghĩ học võ cũng giống học múa mà. Người ta mới kêu là múa võ đó. Anh đi mẫn. Nhưng mà cái gì nó cũng không miễn phí đâu, phải có tính phí đàng hoàng. Nặng đi. Anh em mà đối xử với nhau vậy hả? 500 ngàn. Mày bị điên hả Mẫn? Biết 500 ngàn lớn lắm không? 400. Mày có bị khùng không Mẫn? 300 ngàn hả Mẫn? 200 hả Mẫn? Bây giờ muốn nhiêu? Ủa anh tưởng em bị liệu chứ em sẽ rút xuống một chứ. Không có lằng nhằng nữa, chốt giá 200 ngàn. Lên chuẩn bị lên sân thượng tập nè. 200 thì 200. Mày nha, mốt tao lớn lên tao giàu đi. Đừng có qua nhà tao bấm chuông mà xin tiền nha. Để coi ai xin tiền ai. Nhìn em nè, điều quan trọng trước khi đánh nhau
anh phải dùng ánh mắt của anh đi sát thương lên kẻ địch. Làm đi. Mạnh mẽ lên. Hey. Anh sao vậy? Nếu mà mỗi lần tập trung quá là anh bị dây em hả? Vô đi, vô đi, vô đi. Nhà vô em. Em đây nè, đây nè. Rồi, rồi. Thôi, bỏ đi, Bình thường lại đi. Thả lỏng đi, Được chưa? Rồi, nhờ vô nha. Đầu tiên anh túm cổ áo của em đi. Thả lỏng đi. Túm cổ áo của em. Nhờ vô túm cổ áo của em. Đúng không? Sau đó mình sẽ dùng tay phải giữ cổ tay của đối phương. Tay trái mình nắm cho đối phương một phát và mình kéo vai đối phương lại. Gạt họ xuống. Để chứ. Anh hết sức tập nữa đúng không? Đúng vậy nào. Sao có chuyện khó vậy? Đơn giản lắm, không có khó đâu. Giờ em thử nhào vô anh nhé. Sao nữa? Đúng đi. Làm cái gì vậy? Té đi mà Mẫn. Mạnh mẽ lên. Nào. Mạnh sức. Té rồi Mẫn. Nhưng mà anh không có một chút xíu gì về đỏ thuộc được luôn á. Anh không có tốn chất. Đây nè. Anh cầm cái này đi. Hả? Cầm đi. Quăng cái mấy con chó chạy lại lắm hả? Đi xuống bếp. Lấy cái nắm đũa của bà nội. Tự chơi dưới đi. Hỏi. Anh chung tiền cho em mà Mẫn, giúp anh đi. Dạ anh muốn có biết chút gì nhỏ thuật á, em chỉ bao nhiêu rồi mà anh cũng không làm được, giờ làm sao vậy? Thì mỗi người có mỗi thế mạnh thôi, em cũng vậy, em học đâu có giỏi đâu. Chỉ anh đi, anh chung tiền cho em mà. Mệt chưa? Anh đứng về nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Càng la với hét với rặn không à. Không có tố chất võ thuật chút nào luôn á. Oh, hello everybody. Bạn thân, nhớ bạn lắm luôn á. Làm gì vậy? Qua đúng lúc á. Ừ. Có chuyện nhà bạn nè. Trời, bạn thân nhờ tôi hết, tôi giúp hết. Chuyện gì bạn? Làm bài thấy giỏi giùm anh tôi đi. Cái gì? Làm về thế với ông nội này hả? Ừ. Trời ơi, bạn làm vậy là bạn sỉ nhục mình đó. Trong trường là mình cũng số má lắm đó. Bạn kêu thử ai thử này. Nó yếu lắm. Mình búng cái là nó chết liền à. Sao thì có làm không? Dạ. Đúng chưa? Sao vậy? Sao Minh? Một con chim. Hai con chim. Minh. Đó rồi, phải đá con cái mà. Nguyên một vườn con da chim luôn rồi kìa. Thôi, nghe rồi, nghe đi. Ê, xuống con chim nè. Ê. Gà nhỏ quá. Đi đi xuống ăn chim cút ha. Nhìn động trời đi trẻ. 14 con chim. Thu Phương. À, anh đến rồi hả? Em có sao không? Dạ em không sao anh. Em phẫu thuật thành công rồi. Sao em về mà không cho anh hay vậy? Em về dự đám cưới của đứa cháu ruột. À. Rồi thấy mệt trong người nên em mới đi khám tổng quát. À. Thì phát hiện có khối u nên em làm phẫu thuật luôn. Cũng may á là khối u lành thôi. À, vậy là cũng may mắn lắm rồi. Dạ. Ừ. Vậy mà bao giờ em trở về nước? Ừ, khi nào bác sĩ cho xuất viện thì em sẽ quay về. Đã là em về phải báo cho anh liền chứ. Làm sao gọi cho anh được? Sao vậy? Anh nó không trả lời thư. Mà em thì bị mất số điện thoại. Em mới xin số điện thoại của anh lại. Là gọi liền cho anh đó. Vậy à? Vậy là thư đưa đi sai địa chỉ à? Ủa? Thư nào anh? À thôi, để anh sẽ nói chuyện với em sau. Hôm nay trời đẹp. Mình đi dạo tí đi em ha? Dạ. À, qua đi, qua đi. Ôi, dạ thôi em đi được rồi anh. Anh thích đẩy em. Em ngồi cẩn thận nghe. Dạ. Anh nè. Ừ? Chuyện lá thư và gói quà của em là sao? À, anh kể cho em nghe đi.
có gì đâu. Chăm đi sao mà hôm đó đó về rồi có làm sao không anh đó, vừa ủa ba chăm ông Nghĩa ông đi đâu vậy nè? Tôi không, tôi đi thăm bạn. Vậy hả ba? Tôi cũng thăm bạn, tôi bị tai nạn đây nè. Dạ. Mạnh ai đến thăm ha? Rồi đó, đi em cho anh. Trời ơi, đi thăm lẹ lẹ vậy còn nấu cơm nữa. Bà sao bà xui dữ vậy trời. Biết nằm phòng nào không bà? Không lẹ lẹ. Em có sao không? Anh xin lỗi nha. Em không sao. Thôi đi đi đi. Em hiểu mà. Em không muốn để chị nhà hiểu lầm. Không quá. Con trai. Dạ. Anh con đâu rồi? Anh con hả? Nằm trên phòng buồn ở trển đó mà. Sao nữa vậy? Thì con không biết nữa, thì con chỉ anh mới thấy võ phòng vệ xong cái tiện nằm ủ rũ luôn, tập không được á. Buồn vậy con? Mà nghe nói là con đang tìm học một số thế võ để phòng thân, sao lại tốn tiền đi mướn thằng em con dạy con làm cái gì, trong khi ba đây con không hỏi. Con đâu có muốn tự sát đâu. Đừng coi thường ba. Ba có những thế võ phòng thân mà thật sự ra khi gặp bất trắc thì ba mới sử dụng thôi. Ba bảo đảm khi mà ba truyền đạt cho con rồi thì con có đầy đủ bản lãnh, đầy đủ sức mạnh còn chống lại mọi kẻ thù. Thiệt hả ba? Con không tin thì thôi. Cái chiêu gì vậy ba? Thôi không tin thì thôi ba. Ba nói. Ba, ba sẽ chỉ cho con. Dạ ba giúp con đi ba. Thực sự ra võ phòng thân ở đây rất là đơn giản. Điều đầu tiên khi chúng ta muốn phòng thân là võ tự vệ của mình. Dạ. Làm cho địch phân tâm để cho địch không gây hại tới bản thân mình. Dạ. Ví dụ như con nhìn kìa. Thấy không? Ba, thấy không? Dạ thấy ba. Con thấy chưa? Hay, hay quá ba. Con vừa mất tập trung là con chết với ba liền. Hay quá ba chỉ con đi ba. Đây đây. Dạ. Đầu tiên á. Dạ. Con phải có cách để đánh lừa đối thủ. Dạ. Như ba vừa mới đánh lừa con. Dạ. Nhiều cách lắm. Thí dụ như vậy nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ơi. Thấy chưa? Chiêu này hay quá vậy ba. Khi mà đối thủ ngã xuống, một, con bung chân ra con chạy. Dạ. Hai, con có thể gọi điện thoại kêu người thân hoặc là công an tới giúp đỡ con. Dạ. Ba, con có thể tấn công đối thủ tiếp tục. Nói chung khi đối thủ ngã xuống con tùy cơ ứng biến, con muốn làm gì cũng được tại khi đó mất thế rồi. Dạ hiểu không? Hay quá ba, ba chỉ con đi ba. Tốt nhất là khi đối thủ té xuống con nên gọi điện thoại cho người thân, còn hay nhất là khi đối thủ té xuống con nên bỏ chạy. Dạ. Ủa ba, mà cái thời gian đó đối thủ đứng lên á mình đâu có kịp bấm số gọi điện đâu. Nè. Dạ. Nè. Dạ. Như vậy là con gọi được nè, thấy dạ. Chưa nè, tay dạ. Nè móc điện thoại nè. Dạ thấy không nè. Alo nè. Ủa gia đình tới giúp nè. Đúng rồi. Hôm bữa ngoài đường con cũng thấy bà kia vậy nè, bị giật điện thoại luôn, không có tay gì. Không có, đó là tại vì mình phải quan sát, hiểu không? Mình phải quan sát người ta. Khi bà có thằng khác tới nó giật điện thoại con móc giọt cái, là chết nó liền. Wow. Hiểu không? Hay quá ba. Ba ơi, cho con thử được không ba? Con cứ việc thử, nhưng cái quan trọng, con phải tập trung dồn hết tất cả sức mạnh vào đôi tay của mình. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Con phải làm lơ, phải làm sao mà cho đối thủ người ta mất cảnh giác. Dạ. Con phải tấn công. Dạ. Ba, con làm thử với ba. Ừ. Trước mắt là phải đánh lừa. Dạ. Nè, ba bị lừa rồi đó. Ba. Ai vậy? Ai vậy? Ba con chưa làm gì ba luôn á. Ủa chưa hả? Ai vậy? Không phải, tại vì ba nhập tâm quá. Con phải cố gắng nha. Khi mà đối thủ vừa bị lừa là con phải vô liền nha. Dạ dạ. Làm lại nè. Thí dụ nè. Dạ. Ba bị lừa. Ôi! Quay! Ba! Ba thật không ngờ. Trong con có một cái năng khiếu về võ thuật. Một năng khiếu về võ thuật mà nói chính xác luôn. Đó là judo. Đó là một đòn judo. Đúng rồi. Cái đòn này là đòn judo karate đô. Rất là hay luôn. Con thấy con mạnh quá ba ơi. Đủ sức mạnh của con người con dần dần nó sẽ trỗi dậy. Dạ. Và khi đó con đầy đủ bản lãnh của một người đàn ông. Con muốn làm nữa hay không? Dạ. Ba ơi, con nghĩ đó là hướng đúng không ba? Hay quá ba ơi, con thành công rồi. Trời ơi, tôi không nghĩ là tôi có năng khiếu về võ thuật. Trời ơi, tôi muốn bỏ học như huynh lộn quá. Phải làm gì cũng được, không được bỏ học biết không? Dạ. Ôi, tôi có năng khiếu về võ thuật nè. Mọi người ơi. Xong, nó xuống rồi, nó xuống. Tập trung nghe chưa, tập trung. Nhớ thua nghe chưa. Phải thua Bình. Dạ. Bình. Con, rồi đó con.
Mẫn sẽ sẵn sàng đấu với con. Nhớ gì bà dạy nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Hãy tự tin vào chính mình, mình sẽ làm được. Nhớ nghe chưa? Được không bác? Hãy tin đi, yên tâm. Minh, con đánh em nhẹ nhẹ con. Lương tay em hay tội nghiệp em hay con? Còn cái gì một chú gạt chiến, hiểu chưa? Dạ bác. Dùng nước. Thôi. Ê, anh muốn mấy nút ngàn anh bị hạ. Con nhớ thì kêu không? Đánh lừa đó thủ. Con Mẫn có sao không vậy? Trời ơi, con gà này là con gà ché bình thường, sao đá lại con gà nồi của tôi? Nè, những chiêu thức bà dạy con, sống để bụng chết không theo, đừng lưu hành ra ngoài nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ba. Con muốn thử nữa không? Dạ. Mẫn, hãy đấu với hai người đàn ông đi. Làm lại nào. Nè nè. Khoan đã, khoan đã. Nhẹ nhàng. Cái gì mà dắt nó tới đây luôn vậy cái ông? Đương tại em nghe con. Dạ, em sẽ không nhiều đâu. Ôi Minh ơi, may mắn quá. Ôi ôi. Con Mẫn sao nó bà ngoại dữ vậy? Mẫn ơi, sao? Cái lưng con đau quá. Trời ơi, Mẫu Viễn đương tay. Mình thắng cuộc mình có thể đỡ người thua cuộc lên không? Vậy đi. Hay đỡ người thua cuộc lên. Rồi, hay lắm. Lần sau nhớ thì kêu qua. Yes. Nội ơi, hả? Con với nội quýnh lộn đi nội. Thôi thôi thôi, nội đi con. Nội thua quýnh là nội đã thua con rồi. Con hăng quá mà. Mẹ ơi. Sao? Không, con kêu mẹ thôi à. Mới chào cả nhà. Đâu? Gì vậy? Ê, chào ông Minh. Nè. Chú bị đau mắt à? Không. Sao giật có phải chú? Không, nghe, nghe. Nghe chú nói. Thằng Minh nó đủ con đấu. Con dạ. Đấu. Trời ơi. Trời ơi. Đứt dép của ba luôn à. Hôm nay anh mạnh dữ rồi chứ. Chứ. Chào cả nhà. Minh ơi, không chơi đâu. Ủa sao tự nhiên mọi người tập trung ở đây vậy? Cô Bo đâu mày? Nó ngủ trong phòng á. Ê, đấu với mình dán đi. Ủa, chú đấu. Quý lộn với con đi. Đấu để cho gì cháu. Điên hả? Đánh lộn. Không phải, phải đánh lộn, nghĩa là hai chú cháu thi đấu với nhau để cho cháu nó tự tin, nó đi ra ngoài đường nó không bị tan hiếp, nó tự tin. Nó tự tin nha. Dạ. Muốn đấu gì? Dạ. Đấu thì đấu. Còn thằng chú Phúc là con bảnh lắm á, tại chú Phúc là thầy thể dục chú Phúc. Được lắm. Thì có ba. Mày yên tâm đi. Qua đây. Thầy nhớ cái gì bà dạy nghe chưa? Dạ. Cứu lên. Không quên đợi nương nương cháu rồi con. Dạ. Chú Phúc nương con đó nha. Ơi. Chú Phúc nương con đó nha. Dạ. Hay quá, mạnh quá. Nó mạnh nhất con nãy giờ luôn á. Là như con mạnh quá vậy Minh? Tôi dạy nó mà, tôi là dạ. Sư phụ nó đó. Cảm ơn ba. Ôi, con xuống sức mặt cả nhà ơi. À, con cảm ơn ba gì đó chỉ cho con thiệt kêu đây. À. Ba, có khi nào nó sung quá rồi nó leo lên sư phụ nó nhảy xuống luôn á. Mày không? Con chỉ sợ đi ra ngoài rồi anh kiếm người ta anh đánh nữa. Không có đâu, ba dạy đó là tự vệ thôi, nó không đánh đâu, biết tính thì khô à. Come on baby, go, go. Một, hai. Wow, trời ơi. Hay quá mình ơi. Quá là thua rồi, nghỉ nha, nghỉ chơi. Trời ơi. Cái gì vậy con? Vậy con ăn quá cả nhà ơi. Thua đi, thua một cái nữa nha. Come on. Hey. Hey. Mình thắng, mình thắng rồi. Trời ơi, cái đi đâu vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không biết là nó giật xuống rồi chạm cái dây sao mà giật quá trời giật vậy trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lên kiếm Mẫn, lên kiếm Mẫn, lên kiếm Mẫn lên. Lên Mẫn cho. Mẫn ơi. Xung quá trời, xung quá trời. Cả nhà ơi, con phải ra bộ diễn sâu tới bao giờ nữa? Ráng đi con. Ráng đi, ráng làm cho nó vui con ha. Con diễn chưa sâu, thấy bác diễn mới sâu không? Con diễn mới sâu đó. Nhưng mà thấy nó hăng quá à, có khi nào mốt nó thành võ sĩ thiệt không trời? Cậy nó. Ôi, thiệt tình vậy hả? Go, go, go. Mẫn! Mẫn ơi! Em ở đâu vậy? Ra tập võ cho anh đi Mẫn! Bên nhau ta mới tươi cười. Go, 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 xa nhau thấy nhớ. Miu, 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 kêu nhau lại cười.
khỏe không? Còn trong khi đó, anh hai tôi cũng nghĩ mình là cao thủ. Anh em, đưa anh em. Tính xin tiền tôi đi chích nữa chứ gì? Đúng. Tôi xin tuyên bố với người anh em, ngày hôm nay người anh em sẽ không lấy được một đồng cát nào từ tôi. Mày ngon á. 36 trận rồi. Nhìn chưa? Kì vậy ta? Mày làm cái trò mèo vậy? Đây, cho anh thử lần cuối nhìn đây. Sao kì vậy ta? Kì. Sao kì vậy ta?